Hello everybody, today I do the boat. It's a duck. Sunday just hunting, I think hunting in a Canadian superstore. Right. Okay. Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ làm cái con vịt này. Bây giờ mình mới dùng thổi để đưa cho anh nghe cái ống này. Đó, bây giờ là mình sẽ dùng cái ống thổi hơi này nè. Đó, mình sẽ thổi nó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thổi hơi trong cái này nè, cái da của nó đó, mình phải thổi cho nó bung ra. Đó, mình sẽ làm một cái lấy cái spoon, wooden spoon đó. Đó, thì mình sẽ thọc tay vô mình làm như này nè các bạn. Để mình tạo một cái lỗ đó để mình thọc cái này vô để mình thổi hơi đó. Ok, hay là mình dùng cái này nè các bạn đó, mình dùng cái muỗng gỗ đó để mình làm lấy cái da ra khỏi cái thịt đó. Đó là mình đó. Tí nữa mình sẽ thổi nó, bây giờ mình sẽ thổi nó các bạn, thổi da nó nó phải dướng vô trong đây nè. Đó, mình sẽ dùng cái làm thổi đó. Đó, cho mình thổi là vậy đó.
Ah, we get out of my net. Này là mình đã giờ mình nấu này lên cái anh chưa rồi okay. Đi cho heo giờ là mình mới tắm đang chờ các bạn. Bây giờ là mình cho nó lên quạt khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đó, cái ngày là ngày thứ hai thì các bạn đó cho nó lên quạt nó khô quạt nè quạt cho nó khô đó. Tắm nó xong rồi bây giờ mình phải dùng quạt để mình quạt cho nó khô cho các bạn. Tắm nó xong rồi đó là vậy đó. Giờ mình đi này là nước mật ong với nước tương đó, mình sẽ cho nó lên để mình sẽ sử dụng nướng là các bạn. Đây là ngày thứ hai đi các bạn. Đó, lần vừa tới là mình đã để trong tủ lạnh hết khoảng nguyên cả đêm luôn. Rồi mình làm xong rồi cái hôm nay là ngày thứ hai. Mình sẽ
đứng ở dưới đây á, là đâu đây là có cây cái lon, cái lon này là lon nước nước chanh đó, mình để cho nó mềm, cái thịt nó sẽ là nó ướt á, thịt nó hay còn bên ngoài này thì nó sẽ giòn, da nó sẽ giòn, nó quét không được. Và bây giờ mình quay tới cái màng mà mình sẽ lấy cái nĩa đó, mình sọt cái da của nó. Rỉ mỡ rồi hết, có mỡ nhiều thì nó sẽ làm cái da con vịt nó không được giòn, cho nên mình phải dùng đó là vậy đó. Mình sẽ bây giờ mình lấy cái nĩa để mình cắt xong đó. Cây nĩa này nè, thì mình xong nó các bạn, xong hết mình tới để cho nó vô cái mỡ ra thì da mới được giòn. Now I'm baking the duck 365 for about 3 hours, and then after 3 hours I'll put it down to 250. Happy birthday, Dad! If Dad was alive today, he'd be 115 years old. Really? Happy birthday, Dad! Okay. That's why we pick our anniversary, our wedding in June too. Yes. Because your boy, you remember your father. Yes. Why? Good. Yes, very good. But this one for tomorrow bring the uncle. Yes. Mai á, hôm nay á đúng là cái ngày sinh nhật của ông xã, ông già của bà xã đó. Nếu mà ông ta mà, nếu mà ba của bà xã mình á sống á, thì năm nay ông sẽ được 115 tuổi. Đó. Nên á. Cho nên khi mình đám cưới bà xã, là bà xã cũng nhớ ông già, sinh vào cái ngày 4 tháng 6 rồi nè. Đó, cho nên mình làm đám cưới trong cái ngày gần kề cái ngày Giáng sinh của sinh của ông già vợ á. Đó, cho nên mình làm cưới gần cái ngày đó. Thôi, cảm ơn các bạn, cái này đó. Công việc này á, ngày mai mình sẽ đem lên nhà ông chú, ông chú thứ 9 của mình. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Bye.